khuyên người cầu sống lâu. Con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như đèn có dầu. Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng. Nếu nhựa khô, dầu hết, ắt cây chết, đèn tắt. Sách Giải Thoát Yếu Môn có nói, người tu hành trải qua nhiều chục năm không động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành xá lợi. Sách của đạo gia nói rằng, dục niệm không sinh khởi, thì tinh khí phát ra ở tam tiêu, nuôi dưỡng mạnh mẽ tất cả kinh mạch trong cơ thể. Tô Tử nói rằng, gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục, cho đến tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý. Đang lúc lửa dục bốc cao, liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên thì tinh khí hao tổn. Tinh khí đã hao tổn mà lửa dục lại càng thêm mạnh mẽ. Tác động qua lại với nhau như thế mà khiến cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương kích dục, nung đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm. Lại còn những tác hại như làm suy tổn âm đức, trút ngắn thọ mạng, thật không thể nói hết. Những ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể dẫm vào những vết xe đổ ấy? Quan huyện họ Phạm. Đời nhà Đường có người họ Phạm tinh thông thuật số, tự đoán số mình đến mùa thu năm sau thì thọ mạng cũng như phước lộc đều hết. Lúc bấy giờ, họ Phạm sắp đi Giang Tây nhậm chức, đến hỏi một người giỏi bói toán. Người này nói, tháng 7 năm tới, ông có đại nạn, sao còn tính chuyện nhận chức quan ở xa? Người họ Phạm nói, tôi cũng tự biết được điều đó, chỉ là muốn nhận được bổng lộc để dùng vào việc gả chồng cho đứa con gái. Đến khi nhậm chức rồi, mua được một đứa nữ tỳ, hỏi ra là họ Trương, con của một người đã từng làm quan địa phương, vốn là bạn cũ của ông Phạm. Ông liền than rằng, con ta thôi cũng không lo gì chuyện không gả được chồng, liền tìm chọn được một người xứng đáng làm rể hiền, dùng số tiền bạc nữ trang đã chuẩn bị cho con gái mình mà lo chu tất việc gả chồng cho đứa con gái của người bạn cũ vừa gặp lại. Đến khi mãn hạn quan chức ở Giang Tây, quay về kinh thành, gặp lại người bói toán ngày trước, ông này hết sức kinh ngạc vì nghĩ ông Phạm lẽ ra đã chết rồi, gạn hỏi nguyên do. Ông Phạm kể lại sự thật, người bói toán liền nói, phúc lộc và tuổi thọ của ông bây giờ thật không thể biết được. Ông Phạm về sau trải qua nhiều lần nhậm chức quan rồi mới chết. Lời bàn. Con người đang lúc khỏe mạnh, nếu thường biết nghĩ đến một ngày kia mình sẽ chết, thì có việc thiện nào lại không cố làm, có việc ác nào lại không răn tránh. Chỉ tiếc là người đời đa phần không biết nghĩ đến hạn cuối phải quay về. Cho nên, trong 8 điều thường nhớ nghĩ của Bồ Tát, có một điều là nhớ nghĩ đến cái chết. Ý nghĩa đó thật thâm sâu biết bao. Người họ Vương. Ở Côn Sơn, có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi, đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng rốt cùng, tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm, do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết. Thuốc thang chạy chữa đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết. Người vợ buồn thương đau đớn trong mấy năm rồi cũng chết. Lời bàn. Xưa có nhiều tỳ nữ trong nội cung do ức chế tâm sinh lý nên thường mang bệnh. Gọi thầy thuốc đến, họ nói rằng cần phải dùng khoảng vài chục trai tráng còn ít tuổi để làm thuốc chữa trị. Hoàng đế chuẩn y cho thực hiện. Qua 1 tháng sau, các tỳ nữ ấy đều khỏe mạnh, tươi tỉnh, cùng lạy tạ ơn vua. Hoàng đế lại nhìn thấy phía sau họ
có nhiều kẻ đang quỳ, dáng vẻ phờ phạc, gầy đét, không ra hình người, liền hỏi: "Đó là gì thế?" Thầy thuốc thưa: "Đó đều là những bã thuốc đã dùng qua." Than ôi, họ Vương tự mình đã làm bã thuốc, lại uống thuốc vào thì còn có tác dụng gì? Họ Vương và họ Thẩm. Khoảng đầu niên hiệu Khai Hy Triều Tống, có vị tiến sĩ người Giảng Châu là Vương Hành Am, vốn người ốm yếu nhưng biết tiết chế sắc dục. Ông có người em con nhà cô cậu họ Thẩm, thân thể cường tráng, nhưng thường buông thả phóng túng chuyện sắc dục. Ông Vương nhiều lần khuyên can, nhưng ông Thẩm không nghe. Một hôm, ông Thẩm từ bên ngoài quay về nhà, bỗng tận mắt chứng kiến vợ mình đang gian dâm với người khác. Ông vừa muốn đưa tay lấy khí giới vung lên để đánh, thì bỗng nhiên cánh tay không thể nào cử động được nữa. Chỉ thét lên một tiếng lớn rồi chết. Năm ấy, ông vừa mới 31 tuổi. Mùa đông năm Đinh Mão, ông Vương ngẫu nhiên có bệnh, liền mời đạo sĩ đến thiết đàn làm lễ cầu an. Đạo sĩ đốt sớ xong, nằm phục xuống đất hồi lâu, rồi bỗng nhiên vùng dậy, nói: "Ta tra xem tuổi thọ của ông, thấy chỉ sống được đến 50 tuổi, nhưng vì cân nhắc đến việc ông không khởi niệm tà dâm, nên được sống thêm 3 kỷ nữa." Quả nhiên, về sau ông Vương sống đến 86 tuổi mới qua đời. Lời bàn: những chuyện trêu hoa ghẹo liễu nơi lầu xanh gác tía, cố nhiên là phải vĩnh viễn dứt trừ. Nhưng ngay cả trong đạo vợ chồng, những lúc quan hệ cũng phải giữ sự nghiêm túc, kính trọng nhau như khách quý. Tiết Xương Tự sống vào đời Đường, mỗi khi đến gặp vợ đều nghiêm trang đúng lễ. Trước tiên, ông phải sai người hầu gái đến báo trước nhiều lần, sau đó mới cầm đuốc sáng đi vào phòng vợ, cùng nhau chuyện trò, chỉ nói đến những việc cao thượng, thanh nhã. Sau khi dùng trà xong thì từ biệt quay về phòng mình. Nếu hôm nào muốn ngủ lại chung phòng cùng vợ thì nghiêm chỉnh mở lời rằng: "Xương Tự này lấy việc nối dõi tông đường làm trọng, xin được cầu may một dịp gần gũi." Chuyện này nghe qua có vẻ gần như hoang đường thái quá. Tuy nhiên, muốn uống nắng chỗ công lệch sai lầm thì trước tiên cũng phải hơi thái quá trong sự ngay thẳng chính đáng. Vì thế nên trích ghi vào đây để sự răn nhắc được thêm đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà.